Thưa quý vị, bệnh lý tim mạch và chuyển hóa là một trong những nhóm bệnh lý phức tạp có tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề, làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh, gây gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bệnh tim mạch luôn được ví như kẻ giết người số một thế giới. Và tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch đang ngày càng gia tăng. Tại đơn nguyên tim mạch can thiệp Bệnh viện Bưu điện, liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân phải cấp cứu vì các bệnh lý tim mạch ngày một gia tăng. Trong đó có không ít trường hợp các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để cứu sống người bệnh. Các bác sĩ đặt cho tôi lúc 4 ngày rồi, nhưng mà đợt này là có như là tôi cũng khoảng sức khỏe khôi phục khoảng 8 đến 90%. Tôi bị lên cơn đau tim thì là nhiều bệnh huyết áp, tiểu đường, rồi thì là đau tim nữa. Thế sau khi mà diễn biến như thế là vội vàng người nhà đưa ra đây và được phòng cấp cứu vào đây, cấp cứu kịp thời. Các bệnh lý tim mạch cũng được mệnh danh là những kẻ sát nhân thầm lặng, diễn biến trong âm thầm chính là điều làm nên sự nguy hiểm của bệnh. Đang nói trước đây, những người từ 50 tuổi trở lên mới có nguy cơ mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, hiện nay các bệnh này đã xuất hiện ở những người 30 đến 40 tuổi. Các năm gần đây thì có mỗi năm có khoảng tầm hơn 200.000 người bệnh nhân sẽ tử vong vì bệnh tim mạch, và chiếm trong khoảng 33% trong tổng số tất cả các ca tử vong, cao hơn cả ung thư trong hàng năm. Thế thì cái tỷ lệ này gia tăng, và đặc biệt hiện tại thì có khoảng 25% là các nhóm các bệnh nhân đang điều trị là những bệnh nhân trưởng thành và ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Hiện nay Việt Nam đã làm chủ được nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị tim mạch, tăng tỷ lệ sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, việc phòng chống mắc bệnh vẫn là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Không quá lạm dụng rượu bia, không quá lạm dụng đồ ăn, có nhiều chất béo. Đó, và đặc biệt là phải tập thể dục. Và đặc quan trọng hơn nữa là khi có những khuyến cáo về điều trị hoặc có khuyến cáo về bệnh thì chúng ta phải quan tâm đến đi khám sớm, đi đến khám kịp thời. Chuyên gia khuyến cáo nếu thấy có các dấu hiệu như ho kéo dài, tức ngực, chóng mặt, rối loạn nhịp tim, người dân cần đi khám để được chẩn đoán điều trị sớm bệnh lý tim mạch.